Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi truyện trên kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ nha. Xin mời tất cả các bạn nghe truyện Viễn Khê, giọng đọc Lãm, tập 29. Mỗi buổi sáng, Truyện Tu Nam và Kiều Thiếu Bắc sẽ tới đây làm bữa sáng. Đến giữa ngày, Quách Nguyệt Nga sẽ bồng cháu qua chơi, rồi ở lại làm cơm trưa và cơm chiều. Còn Từ Khâu Thuật đã bắt đầu đi làm lại, thì chiều tối khi tan việc cũng sẽ tới nhà phụng dưỡng Từ lão gia, Từ lão nãi nãi. Quách Nguyệt Nga có thể sửa được tính nết hay không thì chưa thể biết ngay được, nhưng gần đây biểu hiện của cô ta cũng không tồi. Ít nhất thì hai bữa cơm hàng ngày của cha mẹ chồng, cô ta đều cẩn thận hầu hạ chuẩn bị. Đương nhiên việc này không ai nói trước mặt của Cố Khê cả. Cậu không hề hay biết tình huống bên ngoài ra sao. Cậu vẫn nghĩ một ngày ba bữa đều do Triển Tô Nam và Kiều Thị Bắc làm, vì thế còn áy náy không thôi. Hôm nay hai con trai đến nhà mới của bọn họ hỗ trợ. Cố Khê có chút vui mừng. Hiện giờ cậu không làm được gì, có bọn trẻ phụ giúp hai người họ hầu cậu một ít, trong lòng cậu cũng đỡ hổ thẹn hơn. Chỉ là lại làm khổ cha mẹ nuôi quá. Nghĩ đến hai người kia, Cố Khê đã không còn cảm thấy bất đắc dĩ và khó xử như ban đầu nữa. Đương nhiên vẫn còn một chút khó xử, nhưng nó đã khác biệt so với lúc trước. Tất nhiên đây cũng không thể nói là cậu vẫn yêu hai người bọn họ, chỉ là trong tình huống hiện tại cậu lựa chọn thuận theo tự nhiên. Rất nhiều năm trước đây, cậu sẽ chẳng bao giờ cố gắng trông mong một cái gì đó xa vời. Ngày qua ngày, cậu chỉ lo lắng đến hiện tại. Liệu hôm nay có kiếm được tiền hay không? Hai bé con có khỏe mạnh hay không? Có lớn lên được không? Và bây giờ cũng như vậy. Cậu chỉ lo lắng liệu ngày hôm nay có trôi qua được trọn vẹn. Còn về tình yêu, về tương lai sau này cuộc sống của cậu và hai người kia sẽ ra sao thì cậu không thèm nghĩ, mà cũng không muốn nghĩ nữa. Triển Tô Nam và Kiều Thiểu Bắc khẩn cầu cậu xin đừng đẩy bọn họ ra xa, khẩn cầu cậu cho bọn họ một cơ hội. Cố Khê cự tuyệt không nổi nữa rồi. Khoảnh khắc bọn họ quỳ xuống cầu xin cậu tha thứ, cậu đã bại bởi chính sự mềm yếu của mình, thất bại bởi sự tồn tại của hai người kia trong ký ức và trong linh hồn của cậu không thể xóa nhòa. 3 năm ở chung bên nhau, chỉ đúng một lần duy nhất Triển Thu Nam và Kiều Thế Bắc làm tổn thương cậu, chính là sự việc kia. Nhưng cậu không thể chỉ vì nó mà phủ định toàn bộ những quan tâm, những sự săn sóc ân cần của họ đối với cậu trong suốt 3 năm đó. Và hơn thế, hai người họ còn là mối tình đầu cậu yêu say đắm, và có lẽ cũng là mối tình duy nhất trong cả cuộc đời của Cố Khê. Chỉ là hiện giờ, chính cậu cũng không biết được mình còn lưu luyến phần tình cảm đó nữa hay không. Không phải không dám, mà là hình như không còn luyến tiếc gì nữa. Cố Khê sẽ cảm động, sẽ thương tâm, sẽ khổ sở khi hai người kia đụng chạm hay hôn môi. Nhưng cảm xúc yêu và được yêu tự hồ đã vĩnh viễn tan biến. Cho nên cậu không thể cho hai người kia một lời hứa hẹn. Điều duy nhất Cố Khê có thể chấp nhận là ngầm đồng ý với hành động của Triển Tô Nam và Kiều Thiểu Bắc. Tận sâu trong nội tâm, cậu vẫn hy vọng bọn hắn sẽ quay về danh hải, có thể tìm được một người phụ nữ thích hợp để kết hôn, để xây dựng một mái ấm gia đình bình dị. Nhưng với tình cảnh hiện nay, hai người đó vô cùng kiên trì. Cho nên, ngoài việc bị động chờ đợi, Cố Khê cũng chẳng biết mình có thể làm gì hơn được nữa. Cứng rắn xa lánh Triển Tô Nam và Kiều Thiểu Bắc thì cậu không có làm được. Chấp nhận chung sống bên bọn hắn như vợ chồng thì cậu lại càng không làm được. Cho nên, Cố Khê chỉ có thể chờ đợi. Chờ đợi một ngày bọn hắn bởi vì thất vọng mà buông tay. Có lẽ thế, có lẽ đành thế thôi. Đời người nếu chỉ như lúc ban đầu gặp gỡ thì tốt biết bao nhiêu. Quyển sách trên tay của Cố Khê mãi vẫn chưa lật được tan nào. Nhớ lần đầu tiên gặp hai người kia, cậu thì đang cầm bánh bao trắng và dưa muối, còn bọn hắn thì lại tỏ thái độ cảnh giác và xa cách. Cậu ở trong này làm gì? Xin lỗi, tao không cố ý nghe lén đâu. Tao ở trong này ăn cơm, nơi này rất mát mẻ. Ăn cơm? Rất xin lỗi. Bữa cơm của cậu là bánh bao à? Vậy đó là cái gì? Dưa muối. Dưa muối? Bữa cơm của cậu chỉ có bánh bao với dưa muối. Cậu chắc năm nhất khóa nào vậy? Khóa 96. Món dưa muối của cậu nhìn có vẻ ngon lắm, tao có thể nếm thử không? Đến tận bây giờ
cậu vẫn không hiểu khi đó hai người kia vì sao muốn ăn dưa muối của cậu. Vì sao lại chạy đến lớp học chỉ vì muốn ăn dưa muối? Chẳng lẽ dưa muối cậu làm thật sự ăn ngon đến thế sao? Cố Khê không thể hiểu nổi. Chỉ là từ sau lần đó, khi Triển Tú Nam và Kiều Thế Bắc uống say hoặc trong người không khỏe đều sẽ làm nũng đòi ăn dưa muối cậu tự làm. Nếu ngày đó Cố Khê không vì ham hóng gió trời mát mà chạy lên tầng thượng ăn trưa, thì có lẽ cậu sẽ không bị dính cả đời với bọn hắn, cũng sẽ không phát sinh những chuyện về sau. Nâng tay sờ mặt của mình, Cố Khê hoảng hốt. Là vì gương mặt này sao? Nhưng hiện giờ cậu đã già, đã xấu. Nếu bọn hắn vì áy náy mà muốn ở bên cậu, thì liệu quyết tâm này sẽ được bao lâu đây? Dương Dương và Nhạc Nhạc tối không quay về. Tất nhiên Cố Khê cũng không có phản đối. Thật tình mà nói, Triển Tô Nam và Kiều Thị Bắc nhanh chóng tiếp nhận Dương Dương và Nhạc Nhạc, còn yêu thương chúng nó hết mực, đã hoàn toàn vượt xa tầm dự đoán của Cố Khê. Cậu cũng chẳng muốn tìm hiểu sâu xa nguyên nhân ở trong đó là vì sao. Cố Khê rất cảm kích vì bọn hắn đã không hỏi lai lịch của lũ trẻ, cảm kích hai người đó thật lòng yêu thương Dương Dương và Nhạc Nhạc như con trai của mình. Trong quá trình trưởng thành, những bé trai không thể thiếu một bạn tri kỷ là cha của mình được. Cậu tuy đã cố hết sức để làm một người ba tốt, nhưng cuối cùng vì cơ thể có phần thiếu hụt nên tính cách vẫn khó bằng một người đàn ông thật thụ. Giờ có Triển Thu Nam và Kiều Thế Bắc bên cạnh Dương Dương và Nhạc Nhạc, cậu có thể yên tâm nhân cách của hai con trai sẽ càng được hoàn thiện. Dương Dương và Nhạc Nhạc là hai bảo bối quý giá nhất của đời Cố Khê. Cậu luôn lo sợ sẽ tạo ra điều thiếu sót trong tuổi thơ của bọn trẻ, để rồi chúng phải nối tiếc mãi mãi. Nhưng hiện giờ, cậu có thể phần nào yên tâm. 7 giờ sáng, một chiếc xe ô tô như thường lệ đổ ngay trước cửa nhà Từ Gia. Người xuống xe không giống như ngày thường đứng đợi ở cửa, mà trực tiếp lấy chìa khóa mở cổng rồi vào nhà. Từ sau lần xảy ra việc kia, Từ nãy nãy đã giao chìa khóa nhà cho Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc gián tiếp thừa nhận bọn hắn là hai thành viên của Từ Gia. Sau này nếu lại có người cố tình đến gây sự với cha con Cố Khê thì cũng phải dè chừng. Khẽ khàng đóng cửa lại, hai người nhẹ chân lên lầu. Hai con trai hôm nay không về cùng, cả ngày hôm qua mệt nhọc rồi lại kích động cả đêm, khiến chúng bây giờ vẫn còn ngủ ngon lành trên chiếc giường mềm mại của Thúc Thúc. Đi qua cửa phòng của Cố Khê, Triển Tô Nam và Kiều Thị Bắc áp tai vào nghe ngóng động tĩnh. Loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân trong phòng, Cố Khê chắc đã dậy. Kiều Thị Bắc giơ tay vừa định gõ cửa thì tự nhiên cửa mở. Tô Nam, Thiệu Bắc, Tiểu Hà. Người trong phòng thì sững sờ. Người ngoài phòng sau khi nhìn thấy trên tay của Cố Khê đang ôm một bộ quần áo, không chút băn khoăn đã đẩy cậu vào trong phòng rồi khép cửa lại, không hài lòng nói: Bên ngoài trời rất lạnh, giờ này mà tắm là sẽ ốm thêm đó. Vốn sức khỏe của em chưa có đỡ, nếu lại bị cảm lạnh thì nguy hiểm lắm. Đội mũ kính mít, Cố Khê che mũi bằng một chiếc khăn quàng cổ nói: Không sao, tôi đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Bị bệnh suốt bao ngày, lúc nào cũng nhớp nháp mồ hôi, trên người rất là khó chịu, Cố Khê thật sự không chịu đựng được nữa. Kiều Thừa Bắc cầm quần áo trên tay của Cố Khê nói: Như vậy đi, đợi ăn sáng xong, em đến nhà bọn anh tắm. Phòng tắm ở đây ngay ngoài trời, em tắm xong rất dễ bị trúng gió. Vừa khéo Dương Dương và Nhạc Nhạc cũng ở bên kia, giữa trưa mấy người chúng ta cùng ăn một bữa cơm luôn. Triển Tô Nam lại thuyết phục: Mấy ngày nay ở nhà lúc nào cũng đông người, nhân cơ hội này để bắt trai bắt gái được yên tĩnh một hôm. Cố Khê có chút do dự. Đến nhà hai người này tắm hả? Không biết vì sao trái tim của cậu bỗng xốn xao. Không cần, tôi sẽ chú ý cẩn thận, sẽ không sao đâu. Triển Tô Nam sờ trán của Cố Khê, nhíu mày. Vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Nhà của bọn anh có bình nóng lạnh, không cần lo lắng hết nước nóng. Tiểu Hà, em nghe theo bọn anh đi. Kéo Cố Khê ngồi xuống bên giường, Kiều Thị Bắc ra hiệu Triển Tô Nam tịch thu quần áo, rồi tháo khăn quàng cổ của cậu xuống nói: Anh đi làm điểm tâm, sáng nay em muốn ăn gì nào? Nhìn không được mà bắt lấy tay của Kiều Thị Bắc, Cố Khê đứng lên. Để tôi làm, tôi đỡ hơn rồi. Không được, chị dâu nói hiện tại em phải tịnh dưỡng, một chút cũng không được mệt mỏi.
Ấn Cố Khê ngồi xuống, Triển Tu Nam ở lại trong phòng để giám thị Cố Khê, còn Kiều Thị Bác thì đi ra ngoài. Tô Nam, tôi thật sự là không sao rồi mà, tôi thấy khỏe lắm. Việc này phải nghe theo lời dặn của bác sĩ. Triển Tu Nam dơ nhiệt kế lên, Cố Khê không còn nói được gì nữa. Đối với ý kiến đưa Cố Khê đến chỗ của Triển Tu Nam và Kiều Thị Bác tắm rửa, Từ Nại Nại cùng Từ Lão Gia rất tán thành, hơn nữa còn giúp hai người khuyên bảo Cố Khê. Vì đơn độc yếu thế nên ngay khi ăn xong bữa sáng, Cố Khê đã bị bọn hắn hộ tống lên xe thẳng tiến. Nhìn ô tô ngày càng xa dần, trong lòng Từ Nại Nại thầm thở dài, quay vào trong nhà. Cứ như thế này, chuyện Tiểu Hà vây về danh hải cùng hai cậu ta chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi. Tôi biết như vậy là tốt nhất đối với Tiểu Hà và hai đứa trẻ, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc này, trong lòng Từ Nại Nại rất là nhức nhối. Mười mấy năm qua, Cố Khê và bọn trẻ vẫn luôn ở bên ông bà. Lần này phải chia ly, thật khiến ông bà có cảm giác như là gả con gái đi lấy chồng xa. Không biết có cảm xúc gì nữa. Sau này, trong ngôi nhà cũng chỉ còn lại hai ông bà già, lẫn cẩn, thật là cô đơn. Từ Nại Nại và Từ Lão Gia chưa từng nghĩ sẽ sang ở với hai con trai ruột. Con dâu thứ thật khỏi phải nhắc đến. Con dâu cả tuy cũng hiếu thuận, nhưng dù sao cũng là con dâu. Mẹ chồng, nàng dâu ở chung kiểu gì cũng có mâu thuẫn. Nhưng với Cố Khê thì lại khác. Cậu vừa như con trai ruột, lại vừa như là một người bạn tri kỷ của ông bà. Nói ra cũng thật kỳ lạ, mười mấy năm nay Từ Nại Nại và Từ Lão Gia chưa một lần xích mích với Cố Khê. Ông bà luôn thấy thương xót cho thằng bé này. Có cho thêm 10 người con trai đổi lấy Cố Khê, ông bà cũng tuyệt không đổi. Hiện giờ, đứa con trời ban này sắp ra đi, Từ Nại Nại cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi nước mắt. Bà luyến tiếc. Không hề hay biết cha mẹ nuôi đang lo sợ, thương cảm về tương lai. Cố Khê đi theo Triển Tô Nam và Kiều Thế Bắc về căn nhà kia. Ngoài sân có để mấy thùng đồ linh tinh. Vào đến trong nhà vẫn còn chút lộn xộn. Trang Phi Phi đang ở phòng khách sắp xếp lại một ít tài liệu công việc. Vừa thấy Cố Khê đến, hắn lập tức đứng lên chào hỏi. Cố tiên sinh. Cố Khê cởi bỏ khăn quàng cổ, rất ôn nhu nói. Mấy ngày nay không thấy cậu đâu, tôi còn nghĩ cậu đã về danh hải rồi cơ. Cố Khê đã ngầm thừa nhận Trang Phi Phi là bạn trai của Từ Mạn Mạn, thái độ đương nhiên sẽ có chút thay đổi. Lờ đi sự bất mãn của ông chủ, Trang Phi Phi từ tốn đáp. Cháu ở lại giúp ông chủ xử lý một ít công chuyện ở công ty. Tiểu Hà, lên lầu đi, em trước ăn một chút tổ yến rồi hãy đi tắm. Giấm chua dần bốc lên, Triển Tô Nam trực tiếp cầm tay của Cố Khê rồi kéo thẳng cậu lên lầu. Kiều Thiệu Bắc tất nhiên cũng nắm lấy tay bên kia, nói. Vừa đúng lúc, canh hải sâm hầm xong, trưa nay chúng ta sẽ uống canh hải sâm. Ăn gì cũng được mà, đâu có cần mất công chuẩn bị mấy món cầu kỳ và quý hiếm như vậy đâu. Không có quý, không có quý, tất cả đều là từ nhà mang đến. Không ăn thì sẽ lãng phí. Thành công cái lực chú ý của Cố Khê rời khỏi Trang Phi Phi, hai kẻ sanh mảnh này hí hửng dắt cậu lên lầu. Trang Phi Phi liếc mắt huýt sáo. Tính chiếm hữu của đàn ông thật không thể nói lý được. Nhưng rồi hắn lập tức nhún vai đồng tình. Đương nhiên hắn cũng chẳng ngoại lệ. Rút di động trong túi ra, ấn một dãy số quen thuộc. Trang Phi Phi áp tai vào. Mạn Mạn, đang làm gì đó? Lên lầu, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng chủ nhà, thấy hai con trai đang ngủ say. Trên giường có 4 chiếc gối. Nghĩ đến tối qua Dương Dương và Nhạc Nhạc cùng ngủ với hai người này, khóe miệng của Cố Khê khẽ mỉm cười. Cậu khép cửa lại rồi đến phòng khách ngồi nghỉ chốc lát. Khi bị hai người cưỡng chế ăn xong bát tổ yến, Triển Tô Nam thấp giọng nói bên tai Cố Khê. Đi tắm đi, anh vào lấy khăn và áo choàng tắm cho em. Lộ tai nóng bừng, Cố Khê né tránh. Làm phiền anh. Anh cam tâm tình nguyện. Một câu đó càng khiến cho gương mặt của Cố Khê đỏ bừng. Triển Tô Nam bật cười, lần lần vui sướng đi vào phòng quần áo lấy đồ. Cố Khê hít thở thật sâu mấy hơi, đứng dậy ra khỏi phòng, đi đến cửa phòng tắm, cậu dừng chân. Trong phòng tắm, Kiều Tiểu Bắc vừa nãy không thấy bóng dáng đâu. Hóa ra là hắn đang chuẩn bị những thứ cần lúc tắm cho cậu. Đối diện với vòi sen là một bồn tắm bằng gỗ. Nước từ vòi sen và từ vòi nước đều đang chảy nước nóng vào bồn tắm.
Kiều Thiệu Bắc đổ một hai giọt gì đó vào bồn tắm, rồi hắn xoay người thấy Cố Khê, lập tức nở nụ cười tươi rói. Anh và Tô Nam nhờ người mang bồn tắm này từ Danh Hải đến đây. Tối hôm qua Dương Dương và Nhạc Nhạc tắm rửa rất là vui vẻ. Em cũng thử ngâm mình thư giãn xem. Anh nhỏ vào đó một chút tinh dầu có thể giảm bớt cảm mạo và một số bệnh không tốt cho cơ thể. Cố Khê mấp máy môi, nên nói cảm ơn hay là nên nói là làm phiền quá đây. Một người từ phía sau ôm lấy eo của Cố Khê, thuận tiện đẩy cậu vào phòng tắm. Tiểu Hà, đây là khăn và áo choàng tắm, tất cả đều sạch sẽ. Dầu tắm rất nhiều loại, đều là những nhãn hiệu khác nhau. Kiều thì bắt thử nhiệt độ nước, rồi chỉ vào một chiếc bàn gỗ bên cạnh nói, dầu gội, sữa tắm, cùng dầu dưỡng, anh đều để bên này. Nói xong, hắn còn đặc biệt để riêng hai lọ nào đó cạnh khăn tắm nói, trời lạnh, bôi cái này lên mặt sẽ rất dễ chịu. Nước vừa rồi, em tắm đi. Tiểu Hà, bọn anh ra ngoài đây, em cứ từ từ tắm. Buồn Cố Khê, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đi ra, tiện tay khép cửa phòng lại. Đứng ngẩn người trong chốc lát, Cố Khê đi đến bồn rửa mặt, cầm hai lọ kia lên. Là sữa dưỡng da của đàn ông. Ngước mắt, trong gương phản chiếu hình ảnh của bản thân vì nhiều ngày sinh bệnh mà gương mặt càng thêm tiều tụy, có phần tang thương. Hơi nước dần dần bốc lên tràn ngập trong phòng, thẳng đến khi gương mặt trong gương bị nước phủ mờ, Cố Khê mới động đậy. Cậu khóa trái cửa phòng tắm lại. Nén chịu xương cốt đau nhức, Cố Khê chậm rãi cởi quần áo trên người. Trước tiên cậu rửa mặt, rồi rửa đầu, sau đó tắt vòi, bồn tắm cũng vừa lúc đầy nước. Ngồi vào bồn gỗ, Cố Khê thư thái thở phào, cả người đều được nước ấm bao phủ, xương cốt dường như không còn nhức nữa. Vì thân thể ngâm trong nước nóng nên càng cảm nhận rõ được bộ phận nào đó của bản thân. Cố Khê khép chặt hai chân lại, tựa càm lên đầu gối, trong lòng nặng nề. Tại phòng khách, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc pha một ấm trà, hai người ngồi uống trà, đợi Cố Khê tắm xong, đợi con trai ngủ dậy, trong lòng bình tĩnh dị thường. Trong ngôi nhà riêng của bọn hắn, có hai con trai bảo bối, có người bọn hắn yêu, đây là cuộc sống bình dị, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc luôn tìm kiếm nhiều năm. Giờ phút này, hai người vô cùng quý trọng. Qua nửa giờ, cửa phòng tắm vẫn không có động tĩnh. Kiều Thiệu Bắc đứng lên đi ra ngoài. Một lát sau hắn lại trở về, ngồi xuống tiếp tục uống trà. Lại qua một lát nữa, hắn tiếp tục đứng lên rồi đi ra ngoài, rồi lại trở về, rồi lại tiếp tục uống trà. Sau đó khoảng cách giữa mỗi lần hắn đứng dậy đi ra ngoài càng lúc càng ngắn. Trong một lần Kiều Thiệu Bắc ra ngoài thì Triển Tô Nam nghe hắn gọi, Tiểu Hà, em tắm xong chưa? Triển Tô Nam lập tức đặt chén trà xuống, đứng dậy đi ra ngoài. Triển Tô Nam vừa đi ra ngoài, liền thấy cửa phòng tắm mở ra. Kiều Thiệu Bắc bước vào trong, hắn cũng nhanh chân bước vào. Vốn phòng tắm chẳng lớn gì, ngay lập tức trở nên nhỏ hẹp vô cùng. Đừng dọn dẹp, chỗ này để bọn anh làm là được rồi. Kiều Thiệu Bắc cầm lấy tay của Cố Khê, kéo cậu ra ngoài. Cố Khê tắm xong đang định dọn dẹp, thì bị Kiều Thiệu Bắc cản lại. Cố Khê dùng sức rút tay ra. Tao bị cảm cũng đỡ rồi, hai anh đừng có lo sợ nữa. Tao dọn một lát là xong hà, các anh ra ngoài trước đi. Kiều Thiệu Bắc mỉm cười với Cố Khê, đột nhiên không hề báo trước, một tay ôm eo của cậu, khom người bế cậu lên, lại giống như lần đầu đi vệ sinh ở bệnh viện. Thiệu Bắc, sáng nay nhiệt độ cơ thể của em còn cao lắm, nào có đỡ hơn đâu. Không chịu nghe Cố Khê biện bạch thêm, Kiều Thiệu Bắc ôm cậu ra khỏi phòng tắm, đi vào phòng khách. Triển Tô Nam thu lại quần áo đã thay của Cố Khê, quả nhiên đúng như dự đoán, cậu đã tự giặt quần lót của mình. Thiệu Bắc, các anh đừng như vậy. Cố Khê rất nôn nóng, sắc mặt so với lúc tắm xong còn hồng hào hơn một chút. Kiều Thiệu Bắc ngồi sõm trước mặt của cậu, lấy ra một đôi tất giữ ấm mới tinh, giúp Cố Khê đi vào. Cố Khê vội vàng đè tay của Kiều Thiệu Bắc lại. Để tôi tự làm là được. Không, anh muốn giúp em. Kiều Thiệu Bắc ngẩng đầu, không chút ngượng ngùng, mỉm cười nói với Cố Khê. Cố Khê thật sự bất lực. Thiệu Bắc, các anh đừng như vậy. Kiều Thiệu Bắc rất nhanh, xỏ xong tất cho Cố Khê, ngoài miệng đáp. Trước kia, em còn mặc cả quần áo cho anh và Tô Nam. Lúc em đi tất, đi dài cho bọn anh có ngại ngần gì đâu. Sao giờ em lại không chịu được là thế nào? Nhưng
nhưng tình huống lúc đó lại khác. Đi xong tất cho Cố Khê, Kiều Thừa Bắc lại sỏ thêm cho cậu một đôi dép lê thật mềm và dày. Sau đó, hắn ngồi xổm xuống ôm Cố Khê, nói: "Tiểu Hà, anh và Tô Nam đang cố gắng xây dựng mái ấm của chúng ta trong tương lai. Em cũng cố gắng được không? Cố gắng thích nghi một cuộc sống để cho bọn anh mặc quần áo cho em, đi tất cho em, đi dép cho em." "Tiểu Hà, bọn anh không phải muốn lấy lòng em, là thật lòng luôn muốn tự tay mình chăm sóc cho em như thế." Triển Tô Nam đi vào, đứng ở cửa lên tiếng. Ngồi bên cạnh Cố Khê, Triển Tô Nam cũng ôm cậu. Trên mặt là nụ cười hạnh phúc. Dương Dương và Nhạc Nhạc còn chưa tỉnh, nghĩ đến bọn nhóc đang say giấc trong căn phòng kia, là nhìn thấy em đang ngồi bên cạnh bọn anh. Trong lòng anh và Thiệu Bắc rất là bình thản đến mức vô cùng quyến luyến thời gian dần trôi. Bọn anh hy vọng thời khắc này có thể vĩnh viễn ngưng lại. Hai người đã chuẩn bị đem lời ngon tiếng ngọt ra làm nguyên liệu nấu cơm đây mà. Cảm nhận được nụ cười bi thương của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc, khớp hàm của Cố Khê nghiến thật chặt, trầm mặc hồi lâu. Sau đó, cô mở miệng thấp giọng nói: "Tôi không muốn các anh làm như vậy, không phải vẫn còn lăng tăng chuyện xưa, cũng không phải cả khách sáo với các anh, mà là bởi vì tôi không quen. Còn nữa, cho dù chúng ta đã cách xa mười mấy năm, thì trong lòng tôi, các anh mãi vẫn là Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam cao quý, là hai vị thiếu gia của Trung Học Khôn Hành, là Triển thiếu gia và Kiều thiếu gia. Không phải tôi tự hạ thấp mình, mà là không thích các anh mất đi sự tự tôn cùng ngạo khí vốn có, không thích các anh đối xử với tôi quá thận trọng, không thích các anh cứ tìm mọi cách chuộc lỗi với tôi. Tôi không thích." Yết hầu của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc xích chặt lại. Tay hai người không ôm Cố Khê nữa, mà cùng nắm chặt hai bên tay cậu. Cố Khê không né tránh, cậu chủ động cầm tay bọn hắn, tựa như hồi xưa nói: "Tô Nam, Thiệu Bắc, chúng ta đã từng có hiểu lầm, cũng từng tổn thương, nhưng các anh đừng quên, 3 năm chúng ta sống bên nhau, các anh là bạn tôi, và có khi còn hơn một người bạn. Không có các anh, tôi sẽ không thể tốt nghiệp được trung học, càng không có khả năng được đi du lịch nước ngoài, đi ăn cơm Tây. Đến tận bây giờ, tôi chưa bao giờ dám mơ xa như vậy. Các anh đã dạy cho tôi hiểu, không vì nghèo mà tự ti, không vì kém mà hèn nhát. Tô Nam, Thiệu Bắc, các anh đã cho tôi rất nhiều thứ đáng quý, đó là những thứ dù có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Tôi đã từng thương tâm, từng phẫn nộ, nhưng tất cả đã qua rồi. Các anh nói là muốn sống bên tôi và hai con trai, nhưng nếu các anh vẫn cảm thấy có lỗi với tôi, vẫn còn đối xử thận trọng với tôi như vậy nữa, thì trong lòng của tôi sẽ càng ngày càng khó xử, càng ngày càng do dự, có nên đáp ứng hai anh hay không." "Tiểu Hà!" Trong mắt của hai người đều là tơ máu. Triển Tô Nam rút tay, ôm Cố Khê, càm tựa lên đỉnh đầu của cậu, vô cùng thống khổ mà thều thào: "Nếu không phải tại anh, em hiện giờ đã sớm là bác sĩ. Chính anh đã hủy hoại đi tương lai của em." Cố Khê lắc lắc đầu: "Nếu không gặp được các anh, tôi cũng sẽ chẳng đủ sức đâu mà học trường y. Tiếng Anh của tôi không tốt, có các anh phụ đạo mới khá lên được. Cũng nhờ có các anh giúp đỡ mà tôi mới có tiền đóng học phí. Tô Nam, đời người không có nhiều chữ nếu như vậy đâu. Chẳng ai lường trước được chuyện tương lai. Anh và Thiệu Bắc đều có sự nghiệp ổn định, còn tôi hiện tại cũng không tồi mà. Bọn nhỏ khỏe mạnh khôn lớn, như vậy không phải đã đủ rồi sao? Chúng ta nên hướng đến một cuộc sống ổn định thì hơn, không nên cứ lẩn quẩn trong quá khứ. Các anh muốn ở nơi đây, muốn sống ở bên Dương Dương và Nhạc Nhạc, tôi đều đồng ý. Nhưng tôi có một yêu cầu, hãy quên đi những lỗi lầm trước kia. Không ai có lỗi với ai cả. Nếu một ngày nào đó các anh muốn quay về Danh Hải thì cứ ra đi, có lẽ chúng ta sẽ vẫn là bạn và mọi thứ sẽ trở lại như trước kia." "Tiểu Hà, anh muốn hôn em?" Triển Tô Nam đột nhiên bật ra một câu như vậy. Cố Khê giật mình, nét mặt hiện rõ sự bối rối. Nhưng ngay lập tức sau đó, cậu bị nâng cằm, một luồng khí ấm nóng phả vào trong mặt. "Tô!" Lần này Cố Khê không né tránh, một nụ hôn nóng bỏng không kém dừng ở trên môi cậu. Khớp hàm bị ép mở không có sức lực, lưỡi ai đó xâm nhập. Cố Khê lại một lần nữa mất đi khả năng phản ứng. Trên phương diện tình dục, có thể nói
cậu ngây ngô hơn cả một sự nữ. Lúc nào thì bản thân nằm xuống, Cố Khê không hay biết. Lúc nào thì thay đổi người hôn, Cố Khê cũng không biết. Khi cậu hoàng hồn, Cố Khê chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của Kiều Thiệu Bắc, giọng nói dần đệ sự kích tình say đắm. Tiểu Hà, không phải bạn bè, sau một đêm kia, chúng ta đã không thể là trở về thân phận bạn bè nữa rồi. Tiểu Hà, anh yêu em, chỉ yêu một mình em. Anh đáp ứng em, sẽ không khiến em phải khó xử. Nhưng anh thề, đời này kiếp này, ngoại trừ em, anh sẽ không yêu một ai khác. Cố Khê thở hổn hển, bị nụ hôn làm cho mê muội, khiến cho thần trí không còn tỉnh táo. Cậu không khống chế nổi nữa rồi. Người nào đó hôn cổ của cậu, Cố Khê lại nghe thấy tiếng tị tê. Tiểu Hà, anh giặt quần áo cho em, chăm sóc em không phải vì áy náy, mà là vì anh muốn làm như vậy. Bởi vì em là người anh yêu, là người duy nhất anh yêu. Tiểu Hà, cho dù em không yêu bọn anh, xin em cũng đừng yêu một ai khác. Anh thừa nhận, anh đã dối lòng. Anh hoàn toàn không thể chấp nhận nổi sự thật rằng một ngày nào đó em sẽ yêu một ai khác. Nếu như vậy, anh sẽ ghen đến điên mất. Cho dù em có hận bọn anh, thì anh và Thiệu Bắc cũng sẽ cướp em lại. Tiểu Hà, Tiểu Hà, anh yêu em, chỉ yêu một mình em thôi. Anh sẽ nghe lời em, cố gắng xây dựng một cuộc sống có em và hai con trai. Chúng ta sẽ mãi bên nhau. Nỉ non bên tai Cố Khê một câu này, Kiều Thiệu Bắc thừa dịp cậu còn đang chần chừ, lại tiếp tục hôn lên môi của cậu. Hắn không tiếp tục đội lớp quân tử nữa. Sau khi nghe những lời bộc bạch của Cố Khê, ý nghĩ duy nhất trong đầu của hắn lúc này chính là ôm người nọ vào lòng, hung hăng hôn em ấy thật thỏa thê. Ba người đều không có chú ý tới hai bóng dáng nhỏ thập thò ngoài cửa, cũng chẳng chú ý tới cửa bị hé mở và rồi lại được nhẹ nhàng khép lại. Nhưng vì sợ bị phát hiện nên cửa không khóa, chỉ khép hờ. Có hai cậu nhóc đã quên ngay lời căn dặn của ba mình mấy hôm trước, đang nấp sau cửa, phòng mang trợn má nhìn lén cảnh tượng tông phòng. Thúc Thúc và ba ba đang hôn nhau kìa, trên tivi cũng từng chiếu cảnh này. Kết quả cuối cùng là đống quần áo bẩn của năm người đều được đáp thẳng vào trong máy giặt xử lý. Cố Khê cũng đang sốc nhẹ, bị hôn cuồng nhiệt như vậy khiến tay chân mềm nhũn. Triển Tú Nam bế cậu vào phòng ngủ chính, sấy tóc, cho cậu uống thuốc. Một lúc lâu sau thì Cố Khê mê man. Triển Tú Nam và Kiều Thị Bắc ngâm nga hát hò trong phòng giặt, tranh thủ dọn dẹp mọi thứ. Dương Dương và Nhạc Nhạc cũng đứng ở bên phụ giúp, chỉ thỉnh thoảng hai đứa nhìn lén Thúc Thúc mấy lần. Trong đầu vẫn lẩn quẩn cảnh tượng kinh ngạc vừa được chứng kiến. Dương Dương, Nhạc Nhạc, chiều nay đừng đi nữa, ở nhà cùng ba ba và Thúc Thúc xem phim được không? Không hề hay biết hai cậu nhóc đã vụng trộm thấy được những cảnh không dành cho trẻ nhỏ. Tâm tình của Triển Tô Nam vô cùng tốt, bắt đầu dụ dỗ. Đôi khi hai con trai hiểu chuyện quá cũng thật phiền não, đương nhiên là phiền não ngọt ngào rồi. Tuy là một ngày trước được Dương Dương và Nhạc Nhạc gọi là ba, nhưng Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng không dám mặt dày ép bọn trẻ đổi ngay cách xưng hô. Bọn hắn chỉ thầm mong hai đứa trẻ ngẫu nhiên gọi ba ơi một lần là đã thọ cơn nghiện rồi. Dương Dương chần chờ nói, Thúc Thúc, ba từng nói phải kiên trì hoàn thành công việc cần phải làm, mà chỉ còn có 3 ngày nữa là khai giảng. Tụi con định bán cho hết 2 buổi rồi mới nghỉ. Nhạc Nhạc gật đầu phụ họa, nói tiếp nguyên nhân quan trọng nhất. Tụi con muốn kiếm đủ 500 đồng, còn thiếu gần 100 đồng nữa. Triển Tu Nam và Kiều Thiệu Bắc rất đau lòng, nhưng câu tiếp theo của Nhạc Nhạc đã chặn ngay lời khuyên của bọn hắn lại. Đây là mục tiêu ban đầu của con và anh trai, nhất định phải cố gắng đạt được. Ba dạy rằng, nam tử hán, nói được là phải làm được. Cố Khê giáo dục con cái thật là tốt. Vì không thể là một người đàn ông chân chính, nên cậu đã đặt toàn bộ niềm hy vọng lên hai con trai bảo bối của mình. Thành quả là Dương Dương và Nhạc Nhạc đối với mục tiêu 500 đồng rất là kiên trì, không bị dụ dỗ hay là ảnh hưởng bởi bất cứ hành động nào. Thật lòng, chúng cũng muốn xem phim, muốn xem hoạt hình, nhưng mục tiêu đã định ra thì cần phải thực hiện đến cùng. Kiều Thị Bắc ngồi sộm xuống, ôm hai con trai, áp chế nội tâm đau buồn nói.
Ba con dạy rất đúng, Nam Tử Hán nói là phải làm bất cứ việc gì cũng không thể bỏ giữa chừng. Vậy đợi các con bán mứt qua quả về thì năm người chúng ta sẽ xem phim ha. Mặc dù là trong lòng của hắn muốn nhốt hai đứa nhóc trong nhà, nhưng vẫn không thể nhẫn nại ngăn cản chúng tiếp xúc với sự nghiệp của mình. Thúc thúc, Dương Dương cắn cắn môi. Sau khi vào năm học, chúng con vẫn muốn tiếp tục đi bán hàng. Vì sao? Triển Tu Nam và Kiều Thiều Bắc không thể bình tĩnh nổi nữa. Không được, kỳ nghỉ đông cho các con đi bán mứt là muốn các con có cơ hội phát triển ý tưởng của mình. Nhưng khi vào kỳ học thì không được đi bán nữa. Không muốn nói ra nguyên nhân, Dương Dương và Nhạc Nhạc cúi đầu. Chúng muốn kiếm tiền, muốn san sẻ bớt gánh nặng cho ba ba. Ba không muốn dựa dẫm vào thúc thúc, hai đứa cũng không muốn. Chúng không thể vì được hai thúc yêu thương mà sinh ra ý nghĩ ỷ lại được. Sắc bén như Triển Tu Nam và Kiều Tiểu Bắc đã nhanh chóng hiểu được vì sao Dương Dương và Nhạc Nhạc cố chấp như vậy. Trái tim đau buốt, hai người ôm bọn nhỏ đi thẳng vào phòng khách, đóng cửa lại. Bọn hắn muốn Dương Dương và Nhạc Nhạc biết hai người là ba của chúng, là nơi chúng có thể ỷ lại. Hơn nữa, nhất định phải dựa dẫm vào hai người cha này. Cố Khê không hề biết Triển Tu Nam và Kiều Thiều Bắc đã tiến hành một cuộc giáo dục triệt để đối với hai con trai. Giữa trưa, Kiều Thiều Bắc và Triển Tu Nam gọi Cố Khê dậy, rồi năm người cùng nhau uống canh hải sâm vô cùng bổ dưỡng. Trang Phi Phi cũng nhanh chóng tránh mặt, hắn tuyệt đối không dám mò xuống dưới nhà để làm bóng đèn. Tuy đã là lần thứ hai được ăn con hải sâm, Dương Dương và Nhạc Nhạc vẫn không ngừng âm thầm kinh hô. Thứ mềm mềm đen đen này không ngờ lại quý giá đến như vậy. So với mấy con ở bữa tiệc sinh nhật hôm nọ, hình như con hải sâm này còn to hơn hẳn. Thứ chúng đang ăn lúc này không phải là con hải sâm mà là tiền. Nhưng ba ba nói phải làm người có trí tuệ. Ừ, không thể quá chi ly, cứ ăn vậy, cắn một miếng nào, ngon quá. Triển Tu Nam và Kiều Thiều Bắc thì không muốn ăn, bọn hắn nếm qua hàng tỷ lần rồi. Ăn nhiều sẽ làm tăng lượng mỡ trong máu, huyết áp sẽ tăng. Hiện giờ, bọn hắn đã là người có gia đình, có con cái, không còn trẻ trung gì nữa mà ham hố. Triển Tu Nam và Kiều Thiều Bắc cũng chuẩn bị một phần cho Từ Lão Gia và Từ Nãy Nãy. Hai ông bà là cha mẹ của Cố Khê, đương nhiên bọn hắn phải hiếu kính. Huống hồ, nếu thân thể của hai ông bà khỏe mạnh, Cố Khê sẽ vơi đi phần nào phiền não. Ăn cơm xong, Dương Dương và Nhạc Nhạc không để hai thúc thúc phụ mang đồ, cũng không muốn Triển Tu Nam và Kiều Thiếu Bắc đưa đi. Chúng muốn tự cầm rổ mứt đi bán. Tiễn hai con trai ra cửa, Triển Tu Nam và Kiều Thiếu Bắc liên tục thở dài. Đời này bọn hắn đã nợ bọn trẻ quá nhiều. Vào trong nhà, hai bọn hắn sửng sốt rồi đồng thanh kêu lên. Tiểu Hà, em dừng tay, đừng có nhúc nhích, để bọn anh dọn. Đang dọn bàn, Cố Khê nhăn mày. Các anh còn thế nữa, lần sau tôi không tới đây nữa. Triển Tu Nam nhanh nhạo nói. Nhưng tại sức khỏe em chưa tốt mà. Chứ nếu em hết bệnh, bọn anh nhất định không có cản. Không sao, cứ nằm mãi một chỗ cũng không tốt, vận động một chút, mau ra mồ hôi, có khi lại khỏi bệnh. Động tác nhanh nhẹn dọn dẹp bàn ăn, Cố Khê bê bát đũa vào phòng bếp, nói với hai người. Tôi rửa bát, các anh lau bàn đi. Không biết sao, nghe vào tai, rất giống lời vợ yêu thương sai chồng đi làm việc. Triển Tô Nam và Kiều Thiều Bắc không cản nữa, hí hửng bận rộn, lau bàn sạch bông. Bị Cố Khê sai bảo làm việc, bọn hắn rất rất hạnh phúc. Trong phòng bếp, Cố Khê mở vòi nước. Cậu sẽ cố gắng biểu hiện thật tự nhiên khi đối mặt với Triển Tu Nam và Kiều Thiều Bắc. Cố gắng, bình tâm như trước kia. Như vậy, thái độ của bọn hắn với cậu cũng sẽ bình thường trở lại. Còn những chuyện khác, để sau rồi tính. Động tác rửa chén chậm dần, Cố Khê liếm môi. Điều phiền não nhất bây giờ chính là những hành động thân mật của hai người này. Không phải Cố Khê không muốn cự tuyệt, mà là không biết phải cự tuyệt như thế nào. Tuy cậu đã là cha của đứa trẻ, nhưng trong mấy cái tình huống thế này, Cố Khê không hề có kinh nghiệm. Dù có thì cũng đều là hai người nọ truyền dạy. Bảo vệ bản thân, nói thì dễ, nhưng chỉ cần bị bọn hắn hôn là Cố Khê hoàn toàn mất phản ứng. Đầu lập tức trống rỗng, tay chân mềm nhũn, sức lực của cơ thể cũng biến mất tiêu. Hôm nay, khi hai người nọ nói yêu cậu,
Nếu sự tình cứ tiếp tục, nếu Truyện Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc không chịu buông cậu ra, thì rồi cũng có một ngày hắn không chịu nổi nữa, sẽ chạm vào cậu. Đến lúc đó, Cố Khê chợt rùng mình, nhưng tưởng tượng viện vong lập tức tan biến. Chính cậu còn cảm thấy ghê tởm cái thân thể này, nếu Truyện Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc nhìn thấy. Cố Khê dùng sức cắn chặt môi. Không, tuyệt đối không thể. Nếu cậu vẫn im lặng trước tình cảm của bọn hắn, thì nhất định sẽ có một ngày hai người đó thất vọng, sẽ rời đi. Sẽ rời đi, chắc chắn sẽ buông tay. Sắc mặt khôi phục lại bình thường, Cố Khê chuyên tâm rửa bát, động tác nhanh thoăn thoắt. Trước cửa phòng bếp, Truyện Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc lo lắng nhìn Cố Khê rửa bát. Thấy sắc mặt của cậu, lúc thì bối rối, xấu hổ, lúc thì phiền muộn hoảng hốt, đến cuối cùng lại thành bình thản chết lặng. Bọn hắn không biết cậu đang suy nghĩ cái gì, nhưng hai người cũng nhận thấy hình như Cố Khê đã quyết định một điều gì đó, có khi quyết tâm đẩy bọn hắn ra xa. Vào buổi tối, Cố Khê cùng hai con trai ra về, không hề ở lại nhà của Kiều Thiệu Bắc và Truyện Tô Nam qua đêm. Vốn Truyện Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc muốn Dương Dương và Nhạc Nhạc ngủ lại, vì ngày mai bọn chúng còn phải đi bán mất hoa quả. Nhưng hai cậu nhóc hình như có điều muốn nói riêng với lại ba ba của mình, nên kiên quyết đòi về. Đưa Cố Khê và Dương Dương Nhạc Nhạc về đến tận nhà, Truyện Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc nói chuyện với lại Từ Lão Gia từ nãy nãy gần nửa tiếng rồi mới quyến luyến ra về. Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, Cố Khê và con trai lên lầu nghỉ ngơi. Chiều nay, Cố Khê lại tới bệnh viện tiêm thuốc, truyền thêm hai bình dịch. Lúc này, nhiệt độ cơ thể đã bình thường trở lại. Sắp khai giảng rồi, cậu phải nhanh chóng khỏe lên mới được. Trong phòng, Cố Khê vừa trèo lên giường thì có người gõ cửa. Sau khi thấy người đi vào, Cố Khê tuy thắc mắc nhưng vẫn cười dịu dàng. Người gõ cửa ôm cả gối và chăn sang, xem ra định ngủ cùng cậu đây mà.